bảo vệ môi trường, giữ cho môi trường sạch đẹp là trách nhiệm của toàn xã hội, là ý thức của mỗi một cá nhân, là hành động vô cùng quan trọng của toàn nhân loại. Các bạn có biết không, hiện nay đã có rất nhiều nơi bị ô nhiễm môi trường trầm trọng. Vậy, các bạn có yêu đất nước của mình không? Các bạn có thấy xót xa không khi nhìn hàng ngàn cánh rừng bị tàn phá không thương tiếc, hàng triệu tấn rác thải bị ném xuống biển, xuống sông một cách như không, nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt? Không chỉ thế, khói bụi, khí độc từ các nhà máy và khói thuốc lá, tất cả chúng ta chọn tính mạng của mình. Hành tinh này đang từ chính bàn tay của chúng ta phá hủy, và ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng bỏng trong toàn xã hội. Nếu chúng ta không cùng nhau bảo vệ môi trường, thì thế giới này sẽ như thế nào nhỉ? Tôi và bạn cùng tất cả mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ sự sống của mỗi chúng ta. Đến với sân chơi đồng diện Platmob, Liên đời tiểu học Mỹ Trạch xin gửi đến tiết mục Cùng cùng bảo vệ môi trường do các bạn đội viên nhi đồng biểu diễn. Hạn chế nhựa, không ni lông, không xả rác,